Đối với giáo pháp của Đức Phật thì có tam tạng kinh điển. À, khi Đức Phật thuyết giảng ra giáo pháp thì có kinh, có luật và có luận, có ba cái tạng kinh thánh điển ấy, thì có một tạng luật là chuyên nói về giới luật. Vậy thì với một người học đạo sẽ học cái tạng luật này đầu tiên. Thì trong đại tạng luật ấy có nói về các cái giới của người tại gia và người xuất gia, và các cái nguyên nhân mà Đức Phật chế ra các cái giới bổn ấy. Và trong tạng luật ấy cũng nói chi tiết về cái đời sống của một vị sa môn, của một cái người tu tập, cái người như thế nào thì được xuất gia, và cái sự xuất gia như thế nào thì nó thành tựu, và sau khi xuất gia rồi thì cần phải mặc y áo như thế nào, ăn uống như thế nào, và cái sinh hoạt hàng ngày phải sinh hoạt như thế nào, hàng năm phải an cư như thế nào, phải tự tứ như thế nào, phải bố tát một tháng hai lần, phải tục lại giới bổn và sám hối những cái lỗi lầm như thế nào. Nên là Đức Phật mới dạy là giới luật còn thì Phật pháp còn, giới luật mất thì Phật pháp mất. Vậy cứ ngày nào mà các hàng tăng ni Phật tử còn học giới luật, còn thọ trì, còn giữ gìn giới luật thì ngày ấy đạo Phật vẫn còn tồn tại. Ngày nào mà tăng ni Phật tử không còn học giới luật nữa, không thọ trì, không thực hành giới luật nữa thì ngày ấy Phật pháp sẽ không còn, tức là Phật pháp sẽ mất, sẽ diệt vong, không còn lưu truyền ở thế gian được nữa. Và trong pháp hành giới định tuệ thì cái việc hành giới cũng đứng đầu tiên. Trong pháp học thì học giới luật cũng đứng đầu tiên, học luật nghi học trước, rồi kinh luận mới học sau. Còn đối với pháp hành thì giới luật hành trước, rồi sau đó định tuệ mới hành sau. Đấy, vậy thì cái giới luật là quan trọng nhất trong giáo pháp của Đức Phật. Nếu không có giới luật thì giáo pháp của Đức Phật không tồn tại lâu dài. Vì chỉ có giữ giới luật thì giáo pháp mới tồn tại được lâu dài. Vậy cho nên những người Phật tử khi mình quy y Tam Bảo, mình phát nguyện thọ trì Tam Quy, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, thì cái việc đầu tiên cũng là mình phát nguyện thọ trì năm giới. Năm cái giới: không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, nói dối, không uống rượu. Và mình phải giữ gìn năm cái giới này suốt đời. Đấy là phận sự, đấy là bổn phận của người Phật tử tại gia. Còn đối với hàng tăng ni xuất gia thì cái giới luật sẽ nhiều hơn rất nhiều, có mấy trăm giới như vậy, 250 giới, rồi là 300 giới, là những cái điều không được làm. Vậy thì giữ giới là gì? Đó là mình phải giữ gìn và kiêng tránh, tránh xa, không được làm những cái điều mà Đức Phật thấy rằng nó đem lại cái sự nguy hiểm, nó đem lại cái sự khổ đau, nó đem lại những cái điều không có lợi lạc, nó đem lại những cái điều không có lợi ích, và những cái điều ấy là không nên làm. Vậy thì giữ giới là vậy, giữ giới là mình giữ gìn thân khẩu ý của mình, tránh xa những cái điều tội lỗi. Bởi vì ở trên cuộc đời có rất là nhiều những cái điều tội lỗi, con người ta làm rất là nhiều những cái việc bất thiện. Vì vậy cho nên Đức Phật mới chế ra giới là để giữ gìn mình không được làm những điều bất thiện ấy, không được làm những cái điều có tổn hại ấy. Thì đấy là giữ giới. Giữ giới là tránh xa, là kiêng tránh, là giữ gìn. Như vậy thì đấy là cái đặc tính của giữ giới. Và cái chức năng, nhiệm vụ của cái việc giữ giới là để cho mình không làm
không tạo ra những cái điều bất thiện, không tạo ra những cái điều tội lỗi. Và cái sự thể hiện của cái sự giữ giới ấy, cái người mà có giữ giới ấy là cái người chân chánh, là người hiền thiện, là người lương thiện, là cái người luôn luôn hướng đến những cái sự tấn hóa, có cái sự hiền lành chân chánh. Và những cái nguyên nhân, những cái nhân để mình tránh xa những cái điều bất thiện ấy là do mình thấy được cái sự nguy hiểm trong những cái hành động tội lỗi ấy, có cái sự hổ thẹn tội lỗi, có sự ghê sợ tội lỗi, như là không sát sinh. Đấy là một giới mà mình cần phải thọ trì và cần phải giữ gìn, bởi vì sát sinh là một cái hành động mà có đem lại cái sự tội lỗi. Tức là cái người nào sát sinh là một cái người bất thiện, là một cái người đang tạo ra cái ác nghiệp, là ác nhân, và sau này nó để lại cái quả báo khổ đau. Vậy thì một cái người nào mình có niềm tin rằng những cái hành động như là sát sinh hay trộm cắp tà dâm này là những cái hành động tội lỗi để lại cái quả báo khổ đau, thì mình sẽ giữ gìn bằng cách là từ nay không được sát sinh nữa, tránh xa sát sinh, từ bỏ sát sinh. Thì đấy là giữ giới. Giữ giới là như vậy. Vậy thì khi mà mình phát nguyện thọ trì này, con xin thọ trì giới không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Đấy là những giới trọn đời. Và những cái giới có giới hạn trong vòng một ngày một đêm, như là bát quan trai giới, là không có hành dâm, không có ăn phi thời, không có trang điểm, không múa hát và không xem nghe múa hát, không nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. Đấy cũng là những cái việc mà mình cần giữ gìn, là những cái giới mình cần phải giữ. Khi mình phát nguyện thọ trì như vậy thì chưa hẳn nó đã chưa hẳn mình là người đã có giữ giới, mà khi nào mình đứng trước một cái cái khả năng mà mình có thể phạm giới. Ví dụ như khi mình thọ trì giới, mình phát nguyện là con giữ giới không có sát sinh, không giết hại mạng sống của bất cứ một loài sinh vật nào. Và khi mình đứng trước một cái chúng sinh nào đấy, chúng sinh nó có mạng sống mà mình không khởi lên cái ý muốn giết cái chúng sinh này, và mình đã cố tình tránh xa cái sự sát sinh này, và mình đã giữ được cái sự không sát sinh ấy cho mình, thì lúc ấy nó mới thành tựu. Còn cái hành động sát sinh, phạm giới, phạm điều tội lỗi nó khởi ra khi mình thấy một cái chúng sinh ấy, rồi mình khởi lên cái ý muốn giết hại chúng sinh ấy, mình đã cố gắng giết chúng sinh ấy và chúng sinh ấy nó đã chết do cái sự sát sinh của mình, thì lúc ấy là mình đứt giới, lúc đấy là mình phạm giới. Vậy thì mình thọ trì giới, mình phát nguyện giữ giới xong rồi thì mình cần phải thực hành cái giới ấy bằng cách là trong cái cuộc sống hàng ngày mình luôn có cái sự thận trọng giữ gìn. Khi mà đứng trước một con vật gì đó, mình sẽ luôn luôn tránh xa để không nạm, không phạm vào cái giới sát sinh này. Mình sẽ không cố tình, không cố ý giết hại cái chúng sinh ấy. Khi mà mình có cái sự tránh né một cái hành động sát sinh ấy bằng thân của mình, hay là mình cũng không được xui khiến cho người khác sát sinh, thì cái khi ấy mới là cái người có giữ giới. Chứ không phải là chỉ khi mình phát nguyện lên thành lời này, rồi đến một lúc nào đó mình lại vẫn làm cái việc ấy, thì đấy là một cái người không có giới. Còn một cái người có giữ giới là như vậy. Như là giới không trộm cắp, khi mình phát nguyện là con sẽ không lấy trộm cắp của ai, nhưng cái lời phát nguyện ấy nó chỉ thành tựu khi mình đứng trước tài sản của người khác. Mình đứng trước tài sản của người khác mà mình không khởi lên cái ý muốn ấy, hay là mình có khởi lên ý muốn ấy nhưng mình đã kiềm chế được, mình đã giữ gìn được, và mình biết rằng
mình là người giữ giới không được lấy trộm của người khác, và mình đã cố gắng tránh xa cái sự nói trộm và lấy trộm cắp ấy, và mình đã thành tựu được cái sự giữ giới không lấy trộm cắp này, thì lúc đấy mới là người có giữ giới. Và cũng như vậy với cái giới không tà dâm hay không hành dâm cũng thế, khi mình phát nguyện như vậy rồi, vậy khi mình đứng trước những cái người nam hay người nữ không phải vợ chồng của mình, hay là cái ngày bát quan trai giới dù người đấy là vợ chồng của mình, nhưng mà mình biết rằng mình là cái người giữ giới không tà dâm, vậy thì mình sẽ phải tránh, phải có cái sự tác ý, phải có cái sự tránh né, phải có cái sự kiêng tránh đối với cái hành động tà dâm này. Khi nào mà mình có cái sự tránh né ấy, có cái sự cố gắng tránh xa cái sự tà dâm ấy, thì lúc đấy là mình đã thành tựu được cái sự giữ gìn ở cái giới không tà dâm hay không hành dâm này. Thì hàng ngày mình càng gặp nhiều cái cảnh là mình có thể phạm giới, và thì mình sẽ càng có cơ hội để thử xem nào cái giới hạnh của mình nó có hay không, nó mạnh hay nó yếu, và mình có vượt qua được cái sự phạm giới này hay không. Ví dụ như hàng ngày mình có gặp những cái chúng sinh, những cái con vật, hay là có ai đó xui khiến bảo mình hãy giết những con vật, nhưng mình đã cố gắng không làm cái việc ấy, mình đã cố gắng tránh né cái việc ấy, thì cái lúc ấy nó mới thành tựu được cái sự giữ giới. Như vậy cái giữ giới không nói dối, thì khi mà mình mà nói những điều gì thì mình cũng thận trọng xem cái lời nói này nó thật hay nó không thật, thì mình luôn luôn biết lựa chọn những lời nói thật và cố gắng tránh né những cái lời nói giả dối không chân thật, thì lúc đấy nó sẽ thành tựu được cái giới không nói dối, cho dù ở trong một cái hoàn cảnh mà mình có thể sẽ nói dối. Nếu như trước kia mình đã từng nói dối thì bây giờ mình sẽ từ bỏ cái việc nói dối ấy. Nếu như từ trước đến giờ mình chưa từng nói dối thì bây giờ mình cũng vẫn phải cố gắng giữ gìn để mình sẽ không nói dối ở tương lai. Còn nếu như trước kia mình chưa nói thật thì bây giờ phải cố gắng nói những lời chân thật. Nếu như mình đã nói lời chân thật rồi thì cũng cần phải phát triển, phát huy, giữ gìn những cái điều chân thật ấy, đừng để cho nó mất đi. Thì các giới khác cũng vậy, như trước kia mình chưa sát sinh thì bây giờ mình cũng phải cố gắng không sát sinh. Mình đã từng sát sinh thì phải từ bỏ, và mình đã từ bỏ sát sinh rồi thì phải cố gắng giữ gìn cái sự từ bỏ sát sinh ấy. Để trộm cắp cũng vậy, tà dâm, nói dối hay uống rượu cũng thế. Trước kia mình đã uống rượu thì bây giờ phải từ bỏ uống rượu. Còn khi mình đã từ bỏ uống rượu rồi thì mình phải giữ gìn cái điều không uống rượu này. Đấy là việc giữ giới là vậy. Là giữ giới cũng có nghĩa là từ bỏ những cái việc bất thiện. Nếu như mình đã từng làm những cái việc như sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu ấy, thì bây giờ mình phải cố gắng từ bỏ. Và nếu như trước kia giờ mình chưa có từng làm những việc ấy thì bây giờ mình cũng phải cố gắng giữ gìn, đừng để cho mình làm những điều ấy. Và giữ giới là mình sẽ kể từ khi mình thọ trì giới rồi, mình sẽ không làm việc ấy nữa. Trước kia mình chưa thọ giới, có thể mình có làm hay là mình chưa làm, thì từ nay mà đi khi đã thọ giới rồi thì mình sẽ không làm, không được phép làm những việc ấy nữa. Vậy thì giới là vậy, là giống như là một cái bức tường thành ngăn ngừa cho mình không được làm việc ấy, không được làm việc kia. Đấy là giới là vậy. Giới là phải có một cái sợi dây để ràng buộc mình ở trong một cái khuôn khổ như thế. Giống như một cái cây cảnh, người ta muốn trở thành một cái cảnh đẹp thì người ta cần phải uốn nắn nó theo một cái thế nào đấy. Cũng như vậy, con người mà muốn trở thành hiền thiện, muốn trở thành một cái người chân chánh, muốn trở thành một cái người tốt đẹp
thì cái người ấy cũng cần phải được uốn nắn bằng cái sự uốn nắn của giới luật, bằng cái sự uốn nắn của cái sự giữ gìn thọ trì các cái giới này. Thì có những cái giới mình cần phải giữ suốt đời, thì đó là năm giới. Có những cái giới mà mình giữ tạm thời trong vòng một ngày một đêm, thì đó là bát quan trai giới. Thì giới nào cũng vậy, mình đã thọ trì thì mình cũng sẽ giữ gìn, kiêng tránh và tránh xa như vậy. Thì trong trường hợp niệm về thực hành về cái pháp thiền niệm giới thì sẽ có bốn cái cách để niệm giới này. Một là giới bị đứt, hai là giới bị nùng, ba là giới bị nốm đốm, bốn là giới bị đứt nan. Đấy là bốn cái cách niệm, và mình cần hiểu được bốn cái cách niệm giới này thì mình sẽ thực hành được thiền niệm giới. Nhất là giới có thể nó sẽ bị đứt khi nào mình đã thọ trì, ví dụ như là thọ trì năm giới: không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Khi nào mà mình phạm giới, phạm vào một giới đầu và một giới cuối, như là phạm vào giới sát sinh rồi, rồi phạm vào giới uống rượu rồi, thì lúc đấy được gọi là giới bị đứt. Còn nếu như mình thọ trì giới mà mình đã giữ được giới không sát sinh, giới không uống rượu ấy, được gọi là giới không bị đứt. Hay là thọ bát quan trai giới vậy, giới từ cái giới đầu tiên và giới cuối cùng đấy, không phạm vào một cái giới đầu và giới cuối thì được gọi là giới không bị đứt. Quả thật các giới ta thọ trì không có bị đứt, đấy là bị đứt giới. Còn đối với người xuất gia thì giới được chia ra rất nhiều thể loại, giới Ba-la-di hay là giới tăng tàn hay là giới ưng xả đối trị, thì cũng phải quan sát từng giới một, giới đầu và giới cuối mình không phạm là giới không bị đứt. Ví dụ như là người ấy sẽ quan sát các cái giới bất cộng trụ của ta đã thọ trì không bị đứt, đó là giới đầu và giới cuối nó không phạm, giới không bị nủng, giới không bị nốm đốm, giới không bị nhiễm ô. Thì cái đầu tiên là giới không bị đứt là thế, mình chỉ hiểu là giới đầu tiên và giới cuối cùng mình chưa phạm giới thì là giới không bị đứt. Và giới không bị nủng là trong những cái giới mình thọ trì ấy, mình phạm một giới thì được gọi là giới bị nủng. Mình mà không phạm một giới nào cả, mình không phạm duy nhất một giới nào cả thì được gọi là giới ta thọ trì không có bị nủng. Đấy là cái cách niệm giới, giới không bị thủng ạ. Giống như là con thuyền nó mà bị thủng thì nó sẽ bị chìm. Giới không bị nốm đốm, nốm đốm là giống như là con bò noang, thì nó cứ có cái bốm đốm ở trên thân ấy. Giới mà một cái người mà thọ giới như là năm giới mà mình phạm giới thứ nhất ấy, rồi mình giữ được giới thứ hai, mình lại phạm giới thứ ba, mình lại giữ được giới thứ tư mà phạm giới thứ năm, giữ được giới thứ sáu phạm giới thứ bảy, đấy là nó cứ có cái cách quãng như vậy. Nếu như mà mình mà phạm giới như vậy thì được gọi là giới bị nốm đốm. Còn nếu như mà mình giữ giới được, mình không phạm như thế, giữ giới này thì giữ giới kia thì phạm, đấy là giới bị đốm, nốm đốm. Và cái cách thứ tư đó là giới bị đứt nan. Đứt nan là hai cái giới liền nhau hay là nhiều cái giới nó bị phạm liền với nhau. Như là một cái người giữ phạm giới không sát sinh này, rồi lại phạm giới trộm cắp này, rồi lại phạm giới tà dâm này, phạm giới nói dối này, phạm giới uống rượu này, các cái giới nó liên hoàn với nhau như vậy thì được gọi là giới nó đứt nan, giới bị bể vụn, giới bị vụn nát. Đấy là những cái cách gọi, và đấy cũng là những cái cách để mà mình niệm giới, mình hiểu về những cái giới mà mình đã thọ trì, nhưng là nó có phạm hay không phạm. Thì những người mà thực hành cái pháp thiền niệm giới thì mình cần phải hồi tưởng lại xem từ khi mình thọ giới đến giờ mình đã đứng trước cái hoàn cảnh là giữ giới bao nhiêu. Mình nhớ lại những cái lần mà mình đã đứng trước cái sự giữ giới ấy, như là những cái lần mình đứng trước những cái con vật mà mình trước kia mình sẵn sàng giết nó để làm thức ăn,
hay là để mà ăn thịt nó. Nhưng mà bây giờ mình đã nhiều lần không có sát sinh, mình đã kiềm chế, đã chế ngự, đã tránh xa, đã không có sát hại cái tính mạng của những cái con vật ấy. Vậy thì mình cần phải nhớ lại xem mình đã từng như thế chưa? Hay là mình thấy những cái con vật nó chết, mình đã cứu độ cái mạng sống của nó, như là thấy một cái con vật gì đó nó bị rơi xuống nước, mình đã vớt nó lên, mình đã cứu sống cái mạng của nó. Đấy cũng là một cái người đã có giữ giới. Hay là một người đã từng mang một cái con vật nào đó mà đáng lẽ là nó bị người khác giết, mình có thể mang nó đi phóng sinh, thì cái hành động phóng sinh đấy cũng là giữ giới. Hay là ai đó cho mình một cái con vật gì đó để cho mình làm thực phẩm, làm thức ăn, nhưng mà mình đã không nỡ giết hại nó, mình đã giữ gìn mạng sống cho nó, mình đã phóng sinh nó, đã cứu sống nó, thì đấy là mình đã giữ giới. Vậy thì bất cứ lúc nào vậy, hay khi mình đi ở trên đường, mình thấy những cái con vật nhỏ dưới chân, mình đã thận trọng quan sát và tránh sang một bên, không đạp chết nó, thì cái lúc đấy là mình đã thành tựu được cái giới không sát sinh. Còn là mình mới chỉ đọc lên cái lời là con xin chỉ giới không sát sinh, nó chưa thành tựu cái giới không sát sinh ấy, mà nó phải thể hiện trong cái cuộc sống hàng ngày là mình đã có tránh né cái hành động sát sinh ấy, đã không có giết hại cái mạng sống chúng sinh ấy. Và mình cần phải hồi tưởng nhớ lại xem mình đã từng tránh xa cái hành động trộm cắp chưa. Tức là trước kia mình đã từng lấy trộm cắp thì ai có tài sản gì để hở ra là mình sẽ khởi lên cái ý nấy, mình sẽ cố gắng lấy, và mình đã lấy trộm cắp. Nhưng từ khi mình thọ trì giới không lấy trộm cắp thì dù tài sản của người khác có để ở trong tầm tay của mình, trong tầm nhìn của mình, nhưng mà mình đã không lấy trộm cắp, mình đã chế ngự được cái tâm trộm cắp ấy. Hay là mình với một cái tâm lý thản nhiên, hoặc là với một cái tâm lý có sự kiềm chế. Nhưng người nào mà trước kia mình đã từng trộm cắp rồi, bây giờ mình nhìn thấy tài sản người khác, nó lại khởi lên cái ý nó muốn lấy trộm. Và nếu như mình đã lấy thì mình phạm giới rồi. Còn nếu như dù mình có muốn lấy nhưng mình cũng không lấy. Nhưng mà cũng có những người có cái tánh thật thà, từ nhỏ đi chưa bao giờ có cái tư tưởng lấy trộm tài sản của ai. Thì cái người đấy có được cái tánh chân thật tự nhiên do đã tu tập nhiều đời nhiều kiếp rồi. Cho nên là cái đời này có một cái giới hạnh tự nhiên như vậy. Vậy thì mình phải nhớ lại những lần mình đối trước tài sản người khác mà mình không lấy trộm. Cũng như vậy, mình phải nhớ lại những cái lúc mà có cái sự cám dỗ của tà dâm, của sự hành dâm, nhưng mà mình đã vượt qua, mình đã chế ngự được. Của cái sự nói dối và uống rượu cũng thế. Có ai đó mời mình uống rượu nhưng mình đã từ chối, đã từ bỏ, đã không uống rượu, thì đấy là mình đã giữ được giới không uống rượu. Như vậy, khi mà mình mà niệm những cái giới như bát quan trai giới thì mình nhớ lại xem mình những cái ngày thọ giới ấy, những cái lúc nó rất là đói bụng nhưng mà mình đã kiềm chế, mình không ăn phi thời, không ăn vào buổi chiều, buổi tối, dù mình có nhìn thấy thức ăn trước mặt mình cũng chế ngự, mình không ăn, thì đấy là mình đã có hành động giữ giới. Giữ giới là cái sự tiết chế, như mình đã chế ngự được mình đã tiết độ được cái tâm lý của mình, cái hành động của mình, cái lời nói của mình. Như thế với cái giới không trang điểm, không múa hát, xem nghe múa hát cũng thế. Những ngày hôm nay là cái ngày thọ chỉ bát quan trai giới, mình giữ cái giới không múa hát, không trang điểm. Thì dù mình có khởi lên cái ý là muốn hát, nhất là những người nào mình hay hát hò nó quen rồi ấy, và rất là hay nghêu ngao hát hò, nhưng bây giờ nó chỉ cần khởi lên trong tâm mình phải chế ngự nó xuống, không được hát, không được hát. Đấy là, thì cái lúc đấy là có giữ giới. Giữ giới là mình đã có sự tiết chế, có sự chế ngự lại chính mình. Và giới không nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp cũng vậy. Thì khi nào
mình đã giữ giới thì mình nên nằm ở dưới thấp, không nên nằm ở trên cao. Nếu mà cái giường nó quá cao hay là cái ghế ngồi nó quá cao thì mình không nên ngồi, không nên nằm, mà nên nằm ở cái nơi nào nó thấp hơn, nó thấp cứ tầm 50 phân trở xuống thì được gọi là vừa phải, 6-70 phân trở lên thì được gọi là cao, cao và trang hoàng lộng lẫy xinh đẹp, thì lúc đấy là phạm vào giới nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. Đấy là cái việc giữ giới, những cái giới bổn này là những cái giới mà mình sẽ thực hành cái pháp thiền niệm giới. Vậy thì giới ở đây là cái sự giữ gìn, như vậy giữ gìn ở thân, ở khẩu, ở ý, và sự giữ gìn ở các căn của mình nữa. Giữ giới nó còn bao gồm cả cái sự thu thúc giữ gìn các căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, tức là giới thuộc về cái sự phòng hộ. Nếu như mà mình có thọ trì, có giữ giới và mình không hộ trì các căn thì nó sẽ bị ô nhiễm giới. Vậy thì muốn làm cho giới nó được thanh tịnh, không bị ô nhiễm, giới nó có cái sự ô nhiễm ở đây là mình không phạm giới, không đứt giới, nhưng mà nó làm cho giới bị yếu kém đi. Như là một người giữ giới không sát sinh, mình không sát sinh nhưng mình lại đánh đập chúng sinh, mình hành hạ chúng sinh bằng roi, bằng gậy, bằng chân tay mình, hoặc là bằng những cái lời nói phỉ báng mắng nhiếc, thì mình không có kia, mình không giết hại chúng sinh đấy nhưng làm cho chúng sinh ấy đau đớn, đau khổ, thì đấy là giới của mình không được trong sạch, đấy là giới bị ô nhiễm. Vậy muốn giữ cho giới được trong sạch thì mình cần phải làm cho giới đó hoàn toàn được thanh tịnh, là mình không khởi lên những cái tâm bất thiện nữa, mình không có tạo ra hành động bất thiện nhưng cái tâm bất thiện nó vẫn còn, thì giới đấy chưa hẳn đã thanh tịnh. Như vậy khi mà mình không lấy trộm cắp tài sản của người khác nhưng mà mình vẫn còn có cái tâm tham, mong muốn là ước gì cái tài sản của người khác nó trở thành tài sản của mình, đấy là nó vẫn còn cái tâm như vậy, còn cái ước muốn như vậy, thì người đấy cái giới hạnh, cái đức hạnh, đạo hạnh vẫn chưa được thanh tịnh tuyệt đối, vẫn là yếu kém, vẫn là bị ô nhiễm, hay là cái người đó là người giữ giới không hành dâm hay không tà dâm, nhưng mà cái người ấy vẫn còn có những cái hành động như là đụng chạm với cái người nữ, với người khác phái, hay là mình vẫn còn thích giao tiếp, thích gần gũi, thích nói chuyện, thích đùa giỡn, thích ngắm nhìn cái sắc đẹp của những cái người khác phái ấy, thì đấy là mình có giữ giới, mình không phạm giới nhưng mà nó vẫn ô nhiễm. Vậy thì cái đạo hạnh ấy vẫn chưa thanh tịnh, mà đạo hạnh nó cần phải được thanh tịnh hóa cao hơn. Như vậy mình có thể mình không nói dối nhưng mà mình vẫn còn nói những lời phù phiếm, nói những cái lời nhảm nhí, nói những cái lời vô ích, thì những cái giới về không nói dối ấy chưa thanh tịnh tuyệt đối. Như vậy mình không uống rượu nhưng mà mình vẫn còn dùng những cái chất say khác, như là không phải là rượu nhưng mà nó có một chút có như là mình còn uống bia, thì nó vẫn là phạm vào cái giới đấy, hoặc cái giới đấy nó vẫn còn là cái sự ô nhiễm, nên là mình dùng những cái chất nó có sự kích thích khác, và tất cả những cái giới khác vẫn nó có, mình cần nó muốn được thanh tịnh tuyệt đối thì cần phải có cái sự phòng hộ ở các căn của mình, như là mình cần phải khi con mắt mình nó thấy những cái cảnh, bất cứ một cái cảnh gì mình không được nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng, là khi mình thấy một cái cảnh gì bằng con mắt thì mình luôn luôn quán những cái cảnh ấy là vô thường, là khổ, là vô ngã, hay là những cái cảnh ấy là bất tịnh, thì tâm mình sẽ không bị ô nhiễm. Còn khi nào mình thấy những cái cảnh ấy là thanh tịnh, là đẹp, là mình sẽ bị ô nhiễm. Thấy cái cảnh ấy nó thường là đạt, là mình sinh ra cái tâm mong muốn những cái đẹp,
ưa thích những cái đẹp và chán ghét với những cái cảnh xấu, thì đấy là tâm mình đã bị ô nhiễm. Vậy cần phải phòng hộ ở các căn, ở con mắt của mình, luôn luôn phải thận trọng đề phòng, không được để cho nó chạy theo những cái cảnh đẹp và tiếp xúc với những cái cảnh không ưa, không ghét, không ưa thích, hay là những cái cảnh có sự ưa thích, để nó sẽ sinh lên cái tâm tham với tâm sân. Cũng như vậy, mình cần phải phòng hộ với cái tai của mình, có những cái âm thanh, những cái lời nói của người khác có thể sẽ khiến cho mình sinh ra tâm tham ái hoặc sinh ra tâm sân hận. Nếu như mình tiếp xúc với những cái lời nói mà hay, những cái như là mình nghe cái ca nhạc múa hát là nó sẽ sinh ra cái tâm tham ái, hoặc là mình nghe những cái lời nói thô lỗ tục tĩu thì mình sẽ sinh ra cái tâm sân hận. Vậy thì mình tránh xa những cái nơi nào, những cái chú xứ nào mà có nhiều những cái cảnh trần bất thiện, những cái cảnh trần ô nhiễm. Vậy thì mình phải thân cận những cái môi trường thanh tịnh thì các căn nó sẽ được thanh tịnh. Mình mà thường xuyên đến những cái môi trường, những cái nơi ô nhiễm thì tâm mình, các căn của mình nó sẽ tiếp xúc với những cái cảnh trần ô nhiễm và nó sẽ bị ô nhiễm theo. Vì vậy nên một cái người giữ giới muốn được thanh tịnh thì mình cần phải biết tránh né những cái bạn bè độc ác. Tức là đôi khi có những cái người bất thiện độc ác mà mình thân cận gần gũi, kết giao với những cái người bất thiện ấy, thì một thời gian sau mình sẽ bị ảnh hưởng cái tính cách của người ấy, bị ảnh hưởng cái lối sống của người ấy. Người ấy là cái người bất thiện, rồi dần dần mình cũng sẽ trở thành bất thiện. Vậy mình muốn cho giới của mình được tăng trưởng, đạo hạnh của mình được tăng trưởng, thì phải thân cận những bậc chân nhân, thân cận những bậc thiện tri thức, thân cận những cái bậc có đạo hạnh. Thì mình sẽ bắt chước những cái người ấy, mình sẽ bị ảnh hưởng bởi những cái tính cách của những cái bậc chân nhân, những bậc thiện tri thức ấy. Vậy thì một cái người mình thường xuyên đến những cái môi trường có tu tập, có giảng dạy, có thực hành giáo pháp, thì cái người ấy sẽ là cái người có giới hạnh, là người có đạo hạnh, là người có đức hạnh. Và cái người và mình cần phải thấy được cái tầm quan trọng của cái việc giữ gìn giới luật thì mình mới chân tránh giữ gìn giới luật. Còn những người nào mình thấy rằng cái việc giữ giới này là thấp kém, là bình thường, mình không có chú trọng, không có quan trọng, mà thì lúc đấy mình sẽ coi thường cái việc giữ giới và mình phạm giới, mình cũng sẽ cho nó là bình thường, thì cái người đấy sẽ không tiến hóa được. Khi không giới bị ô nhiễm thì tâm bị ô nhiễm, tâm bị ô nhiễm thì mình không thể nào không thể nào tu tập những cái pháp thượng nhân như là chứng được thiền, chứng được thần thông hay chứng được đạo quả. Thì khi nào giới của mình thanh tịnh thì tâm nó sẽ thanh tịnh, cái tâm thanh tịnh rồi mình mới tu tập các cái pháp thiền, nó mới đi đến cái sự nhất tâm định tĩnh được. Vậy nên mình cần phải thấy được cái tầm quan trọng của cái việc giữ gìn giới như vậy. Nên là Đức Phật đã vì cái mục đích cho chúng đệ tử của mình được tốt lành, tức là những cái người đệ tử Phật phải là những cái người chân chánh, phải là những cái bậc thánh thiện. Vậy thì cái việc giữ giới sẽ khiến cho người đấy trở thành người thánh thiện. Chứ còn nếu một cái người không giữ giới thì người đấy sẽ làm rất là nhiều cái việc tội lỗi, làm rất là nhiều cái việc xấu xa, làm rất là nhiều cái việc độc ác. Vậy thì nó sẽ khác nhau, cũng là con người ở trên đời, nhưng cái người có giới sẽ khác với cái người không có giới. Như thế vì muốn cho các cái đệ tử của mình được sống an lành, được sống an vui, cho nên Đức Phật mới dạy phải giữ gìn giới luật. Thực ra thì ở trên đời ai cũng muốn là mình có một cái cuộc sống an vui, có được cái cuộc sống bình an, nhưng người ta không hiểu được cái sự bình an, an vui đấy nó từ đâu mà ra. Rồi những người mê tín ở thế gian, người ta đi cầu xin những cái sự an vui ấy, những cái sự hạnh phúc đấy từ ở bên ngoài, có cái
đấng thần linh nào đấy ban sự an vui cho. Nhưng thực ra an vui nó đều phát sinh ra từ những cái hành động, từ những cái ý nghĩ của mỗi một chúng sinh khác nhau. Chúng sinh là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, là thai tạng, là quyến thuộc của nghiệp. Vậy những cái dữ giới là mình đang tạo ra những cái nghiệp lành, nghiệp thiện, và mình sẽ gặp những cái điều an lành. Vậy thì mình nhờ dữ giới thì mình sẽ được an lành, như người không sát sinh thì được sống lâu, không bị chết sớm, và mình mạnh khỏe, không bị ốm đau, và người đấy luôn luôn được an ổn, không có những kẻ thù phá hại, không gặp chiến tranh, dịch bệnh, thiên tai. Thì mình muốn được bình an thì là mình cứ thọ trì giới, càng nhiều giới, giữ giới càng thanh tịnh thì mình sẽ được cái sự an ổn ấy, chứ không phải là cái ai đó ban cái sự an ổn cho mình. Vậy giữ giới thì sẽ được an vui, giữ giới thì sẽ điều phục được những cái người bất thiện, tức là đôi khi có cả những cái người tội lỗi, người xấu xa, nhưng khi đã vào trong giáo pháp rồi thì cái sự thọ trì giới luật ấy, thì giới luật ấy sẽ khiến cho những cái người bất thiện trở thành người thiện, điều phục cái người bất thiện ấy, cải tạo cái người bất thiện ấy, cảm hóa những cái người bất thiện ấy trở thành một cái người thiện. Và cái người biết rằng từ nay ta cần phải giữ cái giới này, ta không được làm những cái việc này nữa, chỉ thế thôi, là người đấy sẽ trở thành cái người thiện này. Vậy thì giữ giới là vậy, là để cho cái người bất thiện trở thành người thiện. Cái việc giữ giới ấy là để cho những cái người sống có giới hạnh này được tôn trọng, được cung kính, như là hương của các loài hoa nó chỉ bay ngược theo chiều gió, còn hương của người giới hạnh thì ngược gió tung bay, với bậc chân nhân thì sẽ tỏa sáng khắp mọi phương trời. Về cái người mà có đạo hạnh, có giới hạnh thì sẽ được cái danh thơm, sẽ được cái tiếng tốt, sẽ được để lại được cái tiếng khen muôn đời, để lại được cái danh tiếng đến nhiều đời. Đấy là cũng là những bậc nổi tiếng, nhưng mà cũng có những người người ta nổi tiếng về cái tiếng xấu, có những người nổi tiếng nhưng mà nổi tiếng về cái đức hạnh, về cái đạo hạnh. Vậy cái người giữ giới thì sẽ là cái người có tiếng tăm về cái đạo hạnh, về cái đức hạnh. Vậy thì và được cái sự tôn trọng, được cái sự cung kính của mọi người. Vậy thì cái người giữ giới là đem lại có cái kết quả thiết thực hiện tại, ngay ở trong hiện tại là như vậy. Giữ giới một thời gian dài rồi thì mọi người người ta sẽ nhìn nhận mình, người ta biết rằng mình là đấy, cái người đấy là cái người chân chánh, cái người đấy là cái người hiền thiện, cái người ấy là cái người đáng tin tưởng, và cái người ấy là người không độc ác, không nguy hiểm. Và chính vì vậy người ta sẽ tin tưởng, người ta sẽ tôn trọng và cung kính những cái người có giới hạnh. Còn cái người không có giới hạnh thì là một cái người hiểm nhân, là một cái người ác nhân, là một cái người nguy hiểm. Bản thân cái người đấy cũng luôn luôn sống trong cái sự bất an, lo lắng, sợ hãi. Và những người sống bên gần những người không giữ giới cũng luôn luôn ở trong cái trạng thái bất an, lo lắng, sợ hãi. Vì vậy cho nên là cần phải giữ gìn những giới luật để mình trở thành một cái người đáng được tôn trọng, đáng được cung kính. Vậy thì đấy là giữ giới sẽ là cái người đáng được cung kính. Cái người nào càng giữ nhiều giới hơn thì sẽ càng cao thượng hơn. Còn những người không giữ giới là người hạ liệt, thấp kém. Người giữ giới là người có sự tấn hóa, có sự cao quý. Và cái việc giữ giới còn đoạn trừ được những cái phiền não, tức là cái người mà mình sống buông thả, không có giữ gìn giới hạn ấy, như là cái người đấy ăn trộm cắp này, hay là tà dâm này, dối trá uống rượu, thì ngay trong những cái lúc mình làm việc ấy, tâm trạng đã bất an rồi, tâm lý đã trở nên lo lắng rồi, phiền não đi kèm theo với những việc làm bất thiện rồi. Cái người ấy tâm không an, vì tâm không an cho nên cái người đấy không hành thiền được, có hành thiền nó cũng loạn tâm. Và chỉ có người có giữ giới, thì khi mà mình giữ giới như không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu đấy, thì mình sẽ không có tội lỗi với ai, cho nên tâm của mình nó an vui tự tại. Vì hân hoan cho nên hoan hỷ, vì hoan hỷ cho nên là khinh an, vì khinh an thì mình an lạc,
vì mình an lạc cho nên có định tính. Thế là cái việc giữ giới ấy, là nó dứt bỏ được cái phiền não ngay tức thì. Vậy thì cái việc giữ giới đem lại cái sự hạnh phúc, cái sự an vui ngay ở trong đời sống hiện tại. Và mình có giữ giới được thì mình sẽ có được cái hạnh phúc an vui ở trong tương lai. Ở trong tương lai gần và tương lai xa, tức là tương lai ở trong đời này càng ngày thì mình sẽ càng gặp những cái điều an vui tốt lành. Và trong tương lai tức là mình sẽ được sinh về những cõi lành, hoặc mình sẽ chứng đắc được những pháp thượng nhân, hoặc mình sẽ chứng ngộ niết bàn. Vậy thì việc giữ giới như vậy đem lại cho mình có cả được cái đời sống nội tâm hạnh phúc an vui ở cả hiện tại và tương lai. Và cái việc mình thọ trì giữ gìn các cái giới hạnh như vậy sẽ làm cho những người sống xung quanh mình, người ta tin tưởng, người ta tin tưởng vào Phật Pháp, người ta tin tưởng vào tăng ni Phật tử là những cái người có cái giới hạnh như vậy, làm phát sinh niềm tin ở những người chưa có niềm tin, ngay cả những người người ta chưa từng biết đến đạo. Nhưng khi người ta tiếp xúc với những người có đạo, với những người có tu tập, với những người đã là Phật tử này, người ta thấy họ cái cách sống ấy là cao thượng, cách sống ấy là cao quý, cách sống ấy là hiền thiện, đáng được tôn trọng. Cho nên người ta phát khởi lên cái niềm tin và người ta sẽ học Phật Pháp theo mình. Đấy là cái việc giữ giới đem lại cả lợi ích cho người khác, gieo được cái niềm tin cho mọi người ở xung quanh mình, cho mọi người ở cộng đồng xã hội này. Vậy là cái người có giữ giới là cái người mình có lan tỏa được Phật Pháp, làm những cái người giống như là mình đang nghe là những người bố thí Pháp vậy. Về sự bố thí có ba mức khác nhau là tài thí, pháp thí, vô úy thí. Tài thí là mình bố thí tài sản, pháp thí là mình giảng pháp cho người khác nghe, còn vô úy thí là mình đem lại cái sự không sợ hãi, cái sự tin tưởng, cái sự an lành cho mọi người. Vậy thì cái người mà mình đang giữ giới là một cái người mình đang gọi là tạo ra được cả cái phước vô úy thí, tức là tạo ra cái sự an lành, an ổn, an vui cho những người sống xung quanh mình. Đấy cũng là một cái việc, đấy cũng là một cái phước lành của sự bố thí cho người khác được cái sự an lành. Và mình sẽ làm tăng trưởng niềm tin ở những người đã có niềm tin, người nào đã có tin tưởng rồi mà người ta thân cận những người có giới hạnh, có tu tập về giới định tuệ này, người ta lại càng tăng trưởng thêm. Rồi việc giữ giới ấy sẽ là làm cho Phật Pháp được tồn tại lâu dài, sẽ giúp phần làm cho chánh pháp, làm cho giáo pháp của Đức Phật tồn tại mãi mãi. Như tại sao đạo Phật đã tồn tại được đến nay là 2600 năm rồi, bởi vì là suốt trong cái chiều dài lịch sử gần 3000 năm nay luôn luôn có những người thọ trì và giữ gìn giới luật của Đức Phật. Các hàng tăng ni Phật tử từ ở khắp mọi nơi vẫn có cái niềm tin, vẫn có cái sự tinh tấn, vẫn có cái sự thực hành về giới định tuệ. Và ngày nào còn có người thực hành giới định tuệ thì Phật Pháp vẫn còn lưu truyền ở trên thế gian. Và có thể là việc mình tu tâm giữ giới sẽ làm cho giáo Pháp được tiếp nối đến đời sau, và những mãi mãi đời sau, hàng nghìn năm sau, có thể là nhiều nghìn năm sau, Phật Pháp vẫn còn tồn tại là nhờ có những người giữ giới, thọ trì những cái giới hạnh như thế này. Còn ngày nào đấy mà tất cả mọi người không còn ai thọ giới nữa, không còn ai giữ giới nữa, thì lúc đấy Phật Pháp coi như đã diệt mất, không còn tồn tại thế gian. Và cái việc giữ giới ấy làm cho cái nề nếp của mình sống ở trên đời này nó có nề nếp, như là trong xã hội cũng vậy, một cái đất nước cũng vậy, nó cũng phải có pháp luật. Nước không có luật thì nước loạn, nhà không có luật thì nhà tan. Vậy thì ở trong xã hội người ta cũng còn thượng tôn pháp luật. Vậy trong giáo pháp của Đức Phật vẫn có giới luật, và giới luật cũng được đặt lên hàng đầu và cần phải được tôn trọng. Giới luật cần phải thọ trì, giữ gìn giới luật, vì luật ấy đem lại cái sự hạnh phúc,
lại cái sự an vui cho mình và những người xung quanh mình, đem lại cái sự an vui ở hiện tại và đem lại cái sự an vui ở tương lai. Và cái sự giữ giới, nếu như mình chỉ dừng lại là giữ giới không thôi, thì cái giữ giới ấy được gọi là giới tù đọng. Giữ giới như vậy vẫn không tiến hóa. Giữ giới chưa phải là cái pháp môn cao nhất trong giáo pháp. Giữ giới là một nền tảng, giống như là một người xây một cái ngôi nhà cần có móng, rồi sau đó phải xây tường, rồi sau đó mới làm cái mái, thì lúc đấy cái ngôi nhà ấy mới hoàn chỉnh là một ngôi nhà. Cũng như vậy, thì trong giáo pháp của Đức Phật thì giữ giới coi như là một cái nền móng của một cái ngôi nhà giác ngộ. Rồi sau đó mình cần phải thực hành ẩn định, thì đấy cũng coi như là một cái bức tường của cái ngôi nhà giác ngộ ấy. Và sau đó mình cần phải có trí tuệ, đấy là coi như là cái mái, cái nóc nhà nữa. Vậy thì giữ giới thì cần phải kết hợp với tu tâm hành thiền. Thì trong các cái pháp thiền đấy, có rất nhiều pháp thiền, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, rồi có niệm giới, niệm thí, niệm thiên. Thì vậy hôm nay sư sẽ hướng dẫn cho đại chúng pháp môn thiền tiếp theo để vun bồi giới hạnh, vun bồi cái đạo hạnh, vun bồi đức hạnh, để cho cái việc giữ giới của mình nó sẽ càng ngày nó càng phát triển hơn, tăng trưởng hơn, và mình sẽ thanh tịnh được cái giới mình cao hơn. Đó là thực hành thiền niệm giới. Người nào mà chưa mà không giữ giới thì không hành được pháp thiền này. Chỉ có người nào có giữ giới mới hành được cái pháp thiền này. Cái người nào mà giữ giới nhưng mà mình thường hay phạm giới thì khi mình hành cái pháp thiền mình cảm thấy nó rất là chạm hối. Và chính vì vậy, chính vì cái sự chạm hối ấy, cái người nào mà thực hành pháp thiền niệm giới rồi thì cái người ấy lần sau sẽ luôn thận trọng giữ gìn giới. Và người nào mà mình thường xuyên giữ giới, chân chánh giữ giới, thực sự giữ giới thì thực hành pháp thiền này có kết quả ngay tức thì. Mình niệm giới đến đâu mình cảm thấy hân hoan đến đấy, cảm thấy hoan hỉ, cảm thấy hạnh phúc và cảm thấy an vui đến đấy. Và mình cái niềm tin của mình nó tăng trưởng lên, cái hỷ lạc nó sẽ tăng trưởng. Và cái pháp thiền niệm giới này nó cũng sẽ có sự chứng đắc thiền, giống như là thiền niệm Phật sẽ có sự chứng đắc, đó là chứng đắc đến định cận hành. Niệm pháp, niệm tăng vận cũng sẽ chứng đắc đến định cận hành. Và người nào mà giữ giới mà thực hành pháp thiền niệm giới mà mình đạt đến nhất tâm thì cũng chứng được đến cận hành định. Đấy là cái pháp thiền niệm giới. Vậy thì trước tiên là mình muốn thực hành thiền niệm giới này, mình cần phải nhớ lại những cái lần mà mình đã từng giữ giới, nhớ lại những cái lần mà mình đã từng không sát sinh. Mình đã từng không sát sinh lần nào chưa? Đây đã có ai từng không sát sinh chưa? Từng tránh né việc sát sinh. Thì bây giờ mình nhớ lại, mình có thể nhớ lại là một lần hoặc là nhiều lần mình đã từng tránh xa cái việc không sát sinh ấy. Và đấy chính là đề mục, đấy là đối tượng để mình niệm giới. À, cái niệm giới thứ nhất là bây giờ cái cách dễ niệm nhất là mình niệm năm giới. Cái niệm tám giới là sau này nó thuần thục năm giới mình mới niệm tám giới được. Bây giờ mình niệm tám giới là nó hơi căng, thì nó khá nhiều khái niệm trong tâm mình sẽ khó niệm. Thì năm giới nó dễ hơn vì mình tu tập thường xuyên cho nên nó dễ. Vậy thì bây giờ mình đã niệm cái câu thứ nhất, cách thứ nhất đó là quả thật các giới ta thọ chỉ không bị đứt. Quả thật các giới mà ta thọ chỉ không bị đứt, không bị đứt giới. Và mình hiểu cái đứt giới là mình không phạm vào giới thứ nhất và không phạm vào giới thứ năm. Vậy thì mình nhớ lại những lần nào mà mình đã từng không uống rượu. Những lần nào uống rượu thì quên đi, tạm quên đi, không nhớ đến nữa. Những lần nào mình đã từng phạm sát sinh thì tạm quên đi, không nhớ đến. Mà mình hãy nhớ lại những cái lần mà mình đã từng không sát sinh, thì đấy là mình đã có giữ giới. Mình hãy nhớ lại cái lần mà mình không uống rượu ấy, thì đấy là mình đã có giữ giới. Thì đấy là giới cách thứ nhất, là quả thật các giới ta thọ chỉ không bị đứt. Và cứ niệm như thế, và trong tâm mình nghĩ lại những cái lần mà mình đã không sát sinh, không uống rượu đấy, và niệm thầm ở trong tâm như vậy. Quả thật các giới ta thọ trì là không bị đứt. Quả thật các giới mà ta thọ trì là không bị đứt, ta đã thọ trì không bị đứt. Hoặc là mình sẽ niệm cái câu thứ hai là giới không bị lủng, tức là trong năm giới mình đã từng giữ được giới nào, giữ được giới không sát sinh, hay là không trộm cắp, hay không tà dâm, hay không nói dối, không uống rượu. Mình chỉ nhớ lại một cái giới nào đấy thôi, trong năm giới mà mình đã từng giữ được, như là mình đã
Rất nhiều lần mình đã từng không lấy trộm cắp của người khác, hay là đã rất nhiều lần mình chỉ nói thật mà không nói dối, thì đấy là giới mình không bị nủng, tức là không có phạm vào một giới. Thì đấy là một cái cách thứ hai, quả thật các giới ta thọ trì không bị nủng. Và cái cách thứ ba là quả thật các giới ta thọ trì không bị nốm đốm, tức là mình sẽ nhớ lại có những lần mà mình giữ được ở giới này giới kia, giới thứ nhất, giới thứ ba, giới thứ năm, hoặc giới thứ hai, giới thứ bốn, và mình đã từng thọ trì được. Hoặc là niệm giới, quả thật các giới mà ta thọ trì không bị đứt nan. Không bị đứt nan là mình giữ được hai giới liền với nhau, hoặc ba giới liền, hoặc bốn, hoặc cả năm giới. Mình giữ được cả năm giới mà bây giờ mình nhớ lại được những cái giới đấy liên tục với nhau. Thì đấy là bốn cách niệm giới. Mình có thể niệm chọn một cách nào đấy. Còn mình niệm cả bốn cách cũng được. Ví dụ có những người mà thiện xảo, mà thực hành thiền có kinh nghiệm lâu năm rồi, thì người ta niệm cả bốn cách đấy. Người ta nhắm mắt vào và người ta nhớ lại được tất cả những cái lần mà người ta đã từng không sát sinh, đã trải qua rất nhiều lần không lấy trộm cắp, rất nhiều lần không tà dâm, rất nhiều lần không nói dối, rất nhiều lần không có uống rượu và các chất say. Rồi người ta sẽ niệm rằng quả thật các giới ta thọ trì không bị đứt, quả thật các giới ta thọ trì này đã không bị nủng, quả thật các giới mà ta thọ trì không bị nốm đốm, quả thật các giới ta thọ trì không có bị đứt nan. Đấy là bốn cách niệm, bốn ít câu đấy phải nhớ, nhưng giống như mình phải học thuộc được bốn câu ấy. Hoặc là mình chọn một câu để niệm được. Quả thật các giới ta thọ trì này không bị đứt, quả thật các giới ta thọ trì không bị đứt. Và mình phải nhớ lại những cái thời điểm mà mình đã giữ giới ấy, đã có cái hành động giữ giới ấy, thì đấy là đối tượng, đấy là đề mục. Và cái cách mình niệm là như vậy, cứ như niệm 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 liên tục như thế. Và trong cái lúc niệm ấy, mình sẽ cảm nhận được cái sự hân hoan, cái sự hoan hỉ trong cái việc giữ giới của mình. Và nó sẽ làm cho những cái phiền não của mình nó tiêu tan, làm cho những cái tâm bất thiện của mình nó được đẩy lùi đi. Và nó làm cho mình cảm thấy hân hoan, cảm thấy hoan hỉ, cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy an vui vì cái sự vì cái pháp thiền niệm giới này. Và đến vào bây giờ là đến giờ hành thiền, đấy là cái phương pháp thực hành. Và bây giờ là mình sẽ thực hành, bây giờ là đến cái đời trải qua một thời mình sẽ thực tập, mình sẽ thực hành cái pháp thiền ấy.